mày làm được điều đó đi Nguyễn Phương Anh. Cái gì mày làm giật mình vậy em? Phan, để nghe điện thoại chứ ạ. Alo, em chào chị Hằng. Chị có quen với con Đinh Lan không chị? Không quen biết gì hết. Không quen mà sao ngày nào em cũng thấy nó môi mắt nó chửi chị hết làng sao vậy? Con Đinh Lan là không liên quan, không quen biết gì hết, ngày nào cũng lên chửi. Đi lên mươi móc thì tương lai của Đinh Lan về đâu Đinh Lan biết rồi đó. Vậy là nó ăn tiền của kẻ xấu đi chửi thơ chửi mướn rồi. Mà sao em không thấy chị làm cái gì nó hết làng sao vậy chị? Hôm nay là riêng cái phần con Đinh Lan là tôi nói cho quý vị nghe rất là rõ ràng. Chị nói đi em nghe nè. Quý vị hãy yên tâm rằng là có trời sập xuống mới không với con Đinh Lan mới chạy thoát được. Trừ khi mày đào lỗ mày chôn xuống thôi. Cho nên nó đừng có tưởng là bà Hằng này đùa, không hề đùa đâu. Nhưng mà bây giờ chị không làm nó, nay mai nó chối cãi thì sao chị? Chối cãi cái gì? Sao chối cãi được? Có trời sập xuống cứu mày á, tôi không bao giờ đi đánh cược với những cái loại bá dơ như nó. Nhưng tôi khẳng định với quý vị rằng nó là một trong những cái then chốt mà phải cần bật đầu tiên. Để ra một đám sau lưng nó là ai? Lôi ra hàng chùm hàng lớp. Mày còn ngồi đó mày nói hay lắm, mày vô đi rồi mày sẽ biết lễ độ nó nằm ở đâu. Em nghe không Lan? Đinh Lan, hôm nay anh em mình tâm sự tí được không em? Được chứ. Chị Hằng về rồi em có sợ không? Đinh Lan sợ chứ. Sợ à? Cuộc sống của em dạo này thế nào? Đinh Lan tranh thủ địch được ngày nào hay ngày đó. Em nói cái gì? Nói thẳng luôn nè. Tranh thủ địch được ngày nào hay ngày đó. Không khéo là lên đường đó. Trời, em đúng là không biết liêm sỉ là gì. Chuyện vậy mà em cũng dám nói với anh được à? Nói chứ. Thôi, cuối video em có lời gì muốn nói với khán giả không? Tôi Đinh Thị Lan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cái video clip này. Hôm khác anh em mình tâm sự tiếp nữa nha em. Được chứ.